Văn Quyết, linh hồn của đội bóng thủ đô. Không thể phủ nhận sự trở lại của Văn Quyết phần nào tạo tầm ảnh hưởng tới lối chơi của Hà Nội Fan Club trong công cuộc bảo vệ chức vô địch V-League 2023. Tại lượt trận gặp Hà Tĩnh ở giai đoạn 2, chân sút số 1 của Hà Nội Fan Club, Nguyễn Văn Quyết chính thức trở lại sau quãng thời gian bị treo giò cách đây 4 tháng. Mặc dù phải nghỉ thi đấu liên tiếp 8 trận, thế nhưng chủ nhân của QBV Việt Nam 2022 vẫn chứng minh được phong độ cùng đẳng cấp của mình khi có một bàn thắng và hai kiến tạo tại hai lượt trận lần lượt gặp Hà Tĩnh và Nam Định. Qua đó, anh trực tiếp giúp đội nhà giành lại ngôi đầu bảng từ tay Công an Hà Nội. Thành thật mà nói, không quá ngạc nhiên khi thủ lĩnh của Hà Nội Fan Club nhanh chóng có phong độ ghi bàn ấn tượng sau khi tái xuất V-League. Trước đó, anh đã có 6 bàn thắng trong 6 lần ra sân tại V-League 2023. Đặc biệt, có thời điểm tiền đạo gốc Thạch Thất đứng đầu danh sách vua phá lưới của giải. Không chỉ nổi bật ở con số thống kê, Văn Quyết còn giữ vai trò quan trọng với tinh thần cũng như lối chơi của đội bóng chủ sân hàng đẩy. Giai đoạn đội trưởng của Hà Nội Fan Club vắng mặt, đội bóng thủ đô thi đấu kém nổi bật và họ thực sự vất vả trong việc cạnh tranh ngôi đầu bảng từ đối thủ CAHN. Bên cạnh đó, cũng chính huấn luyện viên Bandovic từng khẳng định Văn Quyết là đầu tàu không thể thiếu của Hà Nội Fan Club trong lượt trận gặp Hà Tĩnh vừa qua. Vì vậy, không thể phủ nhận tầm quan trọng của chân sút sinh năm 1991 tại Hà Nội Fan Club. Sau khi trở lại sân cỏ, Văn Quyết có phong độ thi đấu ổn định. Mới đây, Văn Quyết tiếp tục chứng minh tầm ảnh hưởng và phong độ của mình trước Hải Phòng, câu lạc bộ đang chơi rất hay. Mặc cho tiếng la ó của cổ động viên đối thủ trên sân, tiền đạo sinh năm 1991 vẫn thi đấu rất chững chạc. Chân sút số 10 mang về bàn thắng từ chấm 11m cho đội nhà. Với khả năng di chuyển xông xáo và nhạy bén của mình, Văn Quyết liên tục tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội như Tuấn Hải hay Cai Ông. Đầu hiệp 2, Văn Quyết còn thực hiện đường tạt bóng rất tốt để Tuấn Hải đánh đầu, tuy nhiên thủ thành Đình Triệu đã xuất sắc cản phá được tình huống này. Nguy hiểm vừa qua, thủ thành thuộc biên chế Hải Phòng lại tiếp tục gặp khó khăn trong việc cản phá pha đánh đầu tương tự của Cai Ông mà người tạt bóng vẫn là Văn Quyết. Trong cuộc đọ sức với Hải Phòng Fan Club, chân sút sinh năm 1991 để lại bàn thắng từ chấm đá 11m. Không quá khi nói, việc thiếu Văn Quyết thời gian qua khiến Hà Nội như mất đi sợi dây liên kết chặt chẽ giữa các tuyến để tạo ra những pha tấn công có nét về phía đối thủ. Sau khi duy trì mạch phong độ tốt tại V-League, Văn Quyết và đội sẽ chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Công an Hà Nội tới đây. Nếu giành chiến thắng, đội bóng thủ đô sẽ tiếp tục giữ được ngôi đầu bảng, đồng thời gia tăng được cách biệt với đội bóng ngành công an trong cuộc đua vô địch.